Xin chào mọi người, xin chào mọi người đã đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ review nhanh cho mọi người một cái sản phẩm của mình. Đây, rất là chuyên nghiệp. Đây, sản phẩm này có giá là 133.500 đồng luôn phí vận chuyển ha mọi người. Cái máy rửa tay cảm biến, rồi còn gọi là máy rửa tay tạo bọt tự động mọi người đó. Bây giờ mà trước khi mình thôi cái máy này thì mời mọi người xem quảng cáo của nó nha. Mọi người xem quảng cáo xong thì bây giờ mình sẽ mở cái máy này ra cho mọi người cùng coi nha. Cái máy này nó có rất là nhiều giá nha mọi người. Cái này mình mua ở trên Shopee, vì Lazada nó không giao hàng nữa nên mình mua trên Shopee nha. Với lại Lazada giá nó cao hơn Shopee mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ mở ra. Bây giờ mình sẽ coi hoạt động của nó như thế nào nha. Đó, cái này em rất là đẹp luôn. Ừ, đẹp lắm. Đây, cái này nó xài pin mọi người, nó xài 3 cục pin. Bây giờ mình sẽ gắn pin vô. Rồi bây giờ tắt cái bình này. Bây giờ mình sẽ ghi cái bình này ra. Ở đây. Đây có, nó có cách hướng dẫn này mọi người, nó có hướng dẫn nè. Bước 1, 2, 3 và 4. Rồi mình sẽ tháo cái này ra. Rồi, dựa cái này lên. Rồi bây giờ mình sẽ đổ xà bông, nước, sau đó mình để nắp lại. Bây giờ mình sẽ lắc đều lên. Ê! Bây giờ mình sẽ lắc đều lên. Ê! Rồi sau khi chế xong mình sẽ đậy lại. Đó, sau khi vậy mình đã xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ mở nguồn lên. Gà mọi người. Bây giờ mình sẽ đi thí nghiệm những đứa nhỏ nha. Mình nghiên cứu nãy giờ mọi người thì cái đầu này nè mọi người, nó chỉ cháy đèn vậy thôi chứ nó không có cảm biến. Cảm biến là nó nằm ở dưới đây nè mọi người thấy không đó. Giờ mình sẽ thử nha. Đó, ra nè. Đó, giờ mình sẽ cho ca thí nghiệm nha. Rồi ca rửa tay đi, ca xè tay lên. Đó, rồi tay kia, tay kia. Được lúc không? Hồi nãy giờ thì hai mẹ con mình mò mẫm cuối cùng cũng được rồi mọi người. Cái máy này giá thành rất là, giá thành thì nó cũng rất là rẻ, có 100 mấy một cái thôi. Nhưng mà nó vậy là rất là xịn sò rồi nha.
nói cho mình đỡ vô là nó ra là nó xịn. Đâu đâu, ca ca đưa tay vô, ca đưa tay vô xà bông rửa tay. Sợ quá. Sợ quá hả? Thôi vậy đi luôn đi. Rồi nè, nó đưa tay vô là nó rửa tay rồi mọi người. Nó là cái cảm biến, nó không phải là nằm ở đây nha mọi người. Cái cảm biến nó nằm ở dưới đây nè mọi người, thấy không? Cảm biến màu đen nó nằm dưới đây nè. Mà nó có một cái bất tiện là nó sẽ dính mật ở đây, mình sẽ vệ sinh. Và mình hay mình đổ nước vô đây, mình hay lúc mà mình lắc lên đó mọi người, nó sẽ tràn xà bông ra, nó rất là dơ, nó lúc nào cũng bị rỉ qua đây hết nè. Đó, với lại nó xài 3 cục pin. Đó, nói chung là nó ra nha mọi người đó. Đưa tay vô là nó ra nè. Sau đây mình đã review xong cái máy tạo bọt này rồi mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mọi người muốn mua cái máy này để cho các bé trải nghiệm thì cũng rất là tốt nha. Có thể mua cho tụi nó trải nghiệm. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Nếu mọi người thấy video này có ích thì hẹn mọi người hãy cho mẹ con mình một like và một đăng ký để mình phát triển kênh hơn nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye. Dad. Đó, dạ.